Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Longwin Shop. Thì hôm nay Longwin Shop sẽ mang tới những sản phẩm mới nhất mà shop đang bán, đó là vành xe Win. Thì bên shop may mắn đã sưu tầm được hai cặp vành và lại hai cái đằng sau. Thì đây là những cái vành đời thấp tồn kho nó còn sót lại, để anh em coi kỹ. Này là tem giấy này. Đấy. Về vành này thì phần bên trong, bên ngoài nó cực kỳ đẹp anh em. Đây là thông số của vành xe Win. Thì do là vành tồn kho nên là trên bề mặt của vành thì cũng sẽ không tránh khỏi những cái phần rỗ như thế này. Đây, bây giờ chúng ta hãy cùng với Longwin Shop xem chi tiết của các cái cặp vành nha anh em. Sản phẩm tiếp theo đó là cái bình xăng con, là chế hỏa khí. Thì những cái bình xăng con này bên shop đã vệ sinh rất là kỹ, sạch từng cái góc cạnh luôn anh em. Thì những bình này bên shop cũng đã đưa đi canh chỉnh và kiểm tra kỹ. Thì đối với này thì có hai dạng, thứ nhất là dạng nguyên zin và dạng đã thay cái quả ga. Thì bên shop bán sẽ bao cho anh em là ga ngọt, không chạy xăng dư, và sẽ đổi và cho anh em nếu mà sản phẩm có lỗi nha anh em. Tiếp theo đó là cùm công tắc. Thì đây là những cái cùm đẹp được Longwin Shop tuyển chọn
Cái cùng này thì đủ rắc cắm, đa số rắc cắm được vệ sinh rất là sạch sẽ, về chỉ cắm và xài thôi. Đủ cùm ga và cùm gương. Thì những cái cùm này thì bên shop đã kiểm tra rất kỹ, hoạt động rất tốt, chức năng đầy đủ hết. Về anh em chỉ cần cắm rắc và sử dụng thôi. Thì về cùm, bên shop sẵn sàng đổi cho anh em nếu mà sản phẩm bị lỗi. Khi xem video thì anh em hãy chọn cho mình một cái sản phẩm ưng ý và đặt mua theo số điện thoại 0916344404, có Zalo hoặc anh em gọi trực tiếp cho em, nghĩa là số điện thoại 0916344404. Xin chào và xin cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi. Xin hẹn gặp lại trong các cái video lần sau.